Xin chào tất cả quý vị. Âm nhạc của dàn hợp sướng thật tuyệt vời, phải không ạ? À? Họ tập luyện cả ngày, từ 6 giờ sáng. Thực sự đó là những bài thánh ca vô cùng tuyệt vời. Hôm nay tôi xin đọc Kinh Thánh ở các vua thứ nhì đoạn 6. Tôi xin đọc các vua thứ nhì đoạn 6 từ câu 24. Tôi xin đọc. Sau các điều đó, Ben Hadad vua Siri, nhóm cả đạo binh mình đi lên vây thành Samari. Trong Samari đương có sự đói kém lớn lắm, thành bị vây hãm lâu ngày, đến đỗi một cái đầu lửa bán 80 siếc lơ bạc và một góc tư ô phân bổ câu bán 5 siếc lơ bạc. Khi vua Israel đi ngang qua trên tường thành, có một người đàn bà kêu người rằng, Ôi vua chúa tôi, xin cứu tôi. Vua nói, nếu Đức Giê-ô-va không cứu ngươi thì ta lấy đâu đặng cứu ngươi? bởi sân đập lúa hay là bởi nơi ép rượu sao vua lại rằng ngươi có chi nàng thơ rằng đàn bà này nói với tôi rằng hãy cho con trai chị hầu ngày nay chúng ta ăn thịt nó ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt con trai ta vậy chúng tôi còn nấu thịt con trai tôi và ăn ngày mai tôi còn nói với người hãy cho con trai chị hầu chúng ta ăn nó nhưng người có giấu con trai mình khi vua nghe lời của người đàn bà này thì sẽ quần áo mình Bây giờ người đang đi ngang qua trên tường thành, dân sự xem thấy người phía trong mặc cái bao sát vào thịt mình. Vua la lên rằng nếu ngày nay đầu của Elise con trai của Sa Phát hãy còn ở trên vai nó, nguyện đức cho trời xử ta cách nặng nề. Elise đưa ngồi trong nhà mình và các trưởng lão ngồi chung quanh người, thì vua sai một sứ giả đi trước mình đến cùng tiên tri. Nhưng khi sứ giả chưa đến, Elise nói với các trưởng lão rằng kìa hãy xem, con kẻ sát nhân kia sai người đến đặng cắt đầu ta khá coi chừng vừa khi sứ giả đến, hãy đóng cửa lại, dùng cửa xua đuổi nó đi. Các ngươi há chẳng nghe tiếng bước của chủ nó sau lưng nó sao? Người còn đương nói chúng thấy sứ giả đến. Vua cũng đến nói với Elise rằng, Tai nạn này đến bởi Đức giê va vậy ta còn trông cậy nơi Đức giê va làm chi? Đoạn 7 câu 1, Elise nói rằng hãy nghe lời của Đức giê va Đức giê va phán như vậy, ngày mai tại giờ này nơi cửa thành Samari một đấu bột lọc sẽ bán một chiếc lơ và hai đầu lúa mạch sẽ bán một chiếc lơ. Quan cai nâng đỡ vua đáp với người Đức Chúa Trời rằng, giàu cho Đức giê va mở các cửa sổ trên trời, điều đó hà có được sao? Elin đáp, chính mắt ngươi sẽ thấy nhưng ngươi không đặng ăn đến. Tại cửa thành có bốn người phúc nói với nhau rằng chúng ta ngồi đây đến chừng chết mà làm chi. Nếu chúng ta nhất định vào thành thì ở đó có đói kém và chúng ta sẽ chết đói. Bằng chúng ta cứ ngồi đây thì chúng ta cũng sẽ chết vậy chúng ta hãy qua trại quân syri nếu họ dung thứ ta thì ta sẽ sống bằng họ giết đi dẫu thế nào chúng ta cũng sẽ chết đó thôi vậy lúc chạm vạng các người phung trỗi dậy đặng đi đến trại quân của dân syri đi tới đầu trại quân họ chẳng thấy ai ở đó hết vì chúa đã khiến trại quân syri nghe tiếng xe ngựa và tiếng đạo binh lớn nên nỗi dân Syri nói với nhau rằng kia vua Israel đã mướn vua dân Etit và vua Egypto đặng hãm đánh chúng ta. Chúng liền trỗi dậy chạy trốn lúc chạm vạng bỏ các trại ngựa và lừa mình để chạy quân mình như cũ. Chúng trốn đặng cứu mạng sống mình. Khi các người phung kia đến đầu chạy quân bền vào trong một trại ăn và uống, đoạn họ lấy bạc vàng và quần nào đem đi giấu. Chúng trở lại vào trong một trại khác ở đó cũng lấy những của cải mà đem đi giấu luôn. Bây giờ họ bèn nói với nhau rằng chúng ta làm chẳng phải Ngày nay là ngày có tin lành và chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến dạng đông thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy ta hãy đi báo tin này cho nhà vua. Chúng liền đi gọi quân canh cửa thành thuật cho họ rằng chúng tôi có đi đến trại quân Syri. Thấy chẳng có ai hết cũng không nghe tiếng người nào, chỉ thấy những ngựa và lừa đương cột và những trại bỏ lại như cũ. Tôi xin đọc đến đây khi chúng ta sống trong cuộc đời này thì cũng có rất nhiều vấn đề và vấn đề lớn nhất ấy là sự khác biệt giữa suy nghĩ của chúng ta và của chúa khi chúng ta có một cái suy nghĩ gì thì nó dựa nên những gì mà chúng ta thấy chúng ta nghe đó là cái suy nghĩ của chúng ta nhưng ngược lại đức chúa trời thì mang tấm lòng như thế nào ngài yêu thương con người chúng ta bởi vì ngài đầy tấm lòng như vậy nên hầu hết các vấn đề xảy ra khi Suy nghĩ của chúng ta khác với tấm lòng của Chúa. Tất nhiên, cũng có chiến tranh, bệnh tật, tai nạn giao thông, đói nghèo, không phải là không có những cái vấn đề như vậy. Thế nhưng, khi chúng ta sống ở trong Chúa, thì thực sự chúng ta có thể nhìn thấy Đức Chúa giúp đỡ mình. Khi tôi xuất ngũ rồi, trước khi vào bộ đội thì tôi cũng có hầu việc tin lành. Nhưng sau khi xuất ngũ, quê tôi nằm ở Son San, Kembuk. Tôi cũng mong muốn được làm công việc tin lành ở Kim Chơn gần đó. Khi đó, tôi có khoảng ba nghìn won. Trong thời gian ở trong bộ đội thì tôi không có cảm giác gì về kinh tế. Tôi không biết giá cả lúc đó như thế nào. Khi đến Kim Sơn, tôi chọn được một căn nhà khá được. Hỏi người ta bao nhiêu tiền thì họ đòi 70.000. 3.000 won tôi có trong tay thì chỉ bằng 1 phần 20 thôi. Tôi phải bắt đầu làm công việc tiên lành, nhưng hội thánh mà trước đấy tôi hầu việc thì đã có người khác được sai phái đến nên tôi không thể nào quay lại nơi đó được. Tôi bắt đầu bước đi ở trong thành phố Kim Chon nói chuyện với Chúa rằng, Chúa ơi ở kia quán cà phê, ở kia thì có quán thịt, bên này thì có hiệu sách. Chúa ơi các thần của thế gian còn cho người của mình có nhà, con là tôi tớ của Chúa muốn làm việc tin lành thì tại sao Chúa lại không cho con một căn nhà? Xin Chúa hãy giúp con. Thế rồi sau đó tôi quay trở lại Áp cốc Tung. Nó nằm ở phía sâu trong tỉnh Gochang để nghỉ ngơi. Đức ừ. Chúa Trời chắc chắn sẽ cho chúng tôi một căn nhà. Nhưng tôi không biết là căn nhà nào thì phù hợp nên tôi đã đi vòng quanh để xem. Trên đường quay trở về thì bên cạnh tôi có một giáo sĩ người Anh. Thời đó ở Hàn Quốc có rất nhiều giáo sĩ người nước ngoài. Trình độ tiếng Anh của tôi thì cũng bằng trình độ tiếng Hàn của người đó nên chúng tôi nói chuyện với nhau khá vui tôi mới hỏi ông làm nghề gì tôi là giáo sĩ ông ở nước nào đến tôi ở nước anh đến thế ông đang đi đâu vậy tôi đang đi du lịch ông đi du lịch truyền đạo à không đi du lịch thôi tôi mới bực mình quá ơ kìa giáo sĩ kiểu gì không đi giao giảng lại đi du lịch từ tận nước anh đến đây mà ông đúng là đồ thối nát rồi ông nói thế mà nghe được à người anh thực sự rất là lịch sự người ta đi du lịch thì liên quan gì đến anh nếu mà nói như vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa nhưng mà ông không nói một câu gì chỉ có ngồi im nghe thôi còn tôi nói một hồi xong rồi cũng thôi bởi vì tôi phải xuống điểm đó để bắt xe đi về Áp Cốc Tông. Khi tôi xuống để xếp hàng mua vé xe buýt, thì ông John Anderson để nói chuyện với tôi. Mr. Park, vâng. Hôm nay cho tôi ngủ nhà anh một đêm có được không? Vâng, được chưa ạ? Nhà tôi nằm ở tít sâu trong núi Áp Cốc Tông. Ở đó có một hội thánh nhỏ nhỏ. Khi tôi về đó, Tất nhiên là chúng tôi không có nước máy, mặc dù có nước giếng nhưng mà giếng hơi xa. Nên tôi hay uống nước khe bởi vì nước khe thì cũng khá là trong. Tôi uống vào chẳng có bao giờ bị làm sao. Nhưng mà bụng dạ người Hàn Quốc thực sự rất tốt. Còn người Anh vừa mới uống vào một tí thì đã phải chạy cả đêm rồi. Tôi xin lỗi ông Anderson. Tôi sai rồi và từ sau đấy thì tôi cũng đun nước cho ông uống nhưng ông cứ nằm đấy suốt bốn ngày liền đến ngày thứ năm thì ông đứng dậy bảo rằng xin phép đi về tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi mr park tôi nói chuyện này với anh có được không vâng ông nói đi tôi muốn sống với anh một năm thôi Sao ông lại muốn sống với tôi? Tôi đã gặp rất nhiều mục sư, trưởng lão và giáo sĩ rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người sống như anh. Tôi muốn học đời sống của anh. Tôi bảo ông là ôi trời ơi, ông đừng có nói linh tinh. Không, tôi nói thật mà. Tôi mới trả lời. Khi tôi bắt đầu giao giảng tin lành, tôi không có một ai giúp mình hết. Tôi nói với ông rằng, tôi cũng muốn sống với ông, nhưng ông có chi phí gửi từ bên nước Anh sang đúng không? Có. Tôi thì chẳng có ai giúp tôi hết. nên tôi cũng thường xuyên phải nhịn đói. Nhưng nếu nhà ông chất đầy bánh, còn nhà tôi thì chẳng có bánh, thì chắc là ông sẽ mời tôi ăn miếng bánh. Tôi thì lại không thích như thế. Tôi chỉ muốn nhận từ nơi Chúa thôi. Thế anh muốn như thế nào? Vậy thì, dù bánh nhà ông có thối đi, thì cũng đừng có cho tôi. Và tôi cũng sẽ không cho ông bánh đâu. Tất nhiên là tôi cũng chẳng có gì để cho. Tôi thực sự không muốn trông cậy vào con người mà chỉ muốn trông cậy vào Đức Chúa Trời thôi. Từ trước đến nay tôi đã sống như vậy rồi. Đức Chúa Trời rõ ràng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Khi tôi cầu nguyện thì Chúa nghe và Chúa ban ơn cho. Nhiều khi cũng có lúc Chúa không cho tiền và chúng tôi phải nhịn đói. Nói chung, dù thế nào Thì tôi cũng đồng ý với anh Anh hãy cho tôi sống cùng anh một năm thôi Tôi đã gặp rất nhiều mục sư Chấp sự, trưởng lão Giáo sĩ rồi Nhưng chỉ mấy ngày sống cùng với anh mà Lần đầu tiên tôi thấy một người sống như anh Tôi thấy rất là kỳ lạ Tôi có cái gì đâu mà ông muốn học Không đâu, ông rất là tha thiết cầu xin tôi Thế là chúng tôi đã đồng ý sống với nhau và thuê một căn nhà ở Kim Trân. Được đúng một tuần thì ông lại quay lại nhà tôi. Mr. Park, sao vậy? Tôi đã cầu nguyện lên Chúa. Thì Chúa đã cho tôi một số tiền để mua được một căn nhà tốt. Đằng nào chúng ta sẽ cùng sống với nhau. Vậy thì chúng ta hãy cùng thuê một căn nhà đi. Chúa ơi, sao mà Chúa đáp ứng lời cầu nguyện của người Anh nhanh như vậy mà Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của người Hàn Quốc vậy? Tôi bảo rằng, ông thì có nhiều tiền, nhiều bánh. Thế chắc là tôi sẽ cứ nhìn vào bánh nhà ông mất. Thôi, chắc không được đâu. Thế thì anh muốn như thế nào? Ông đừng cho tôi bánh và tôi cũng không cho ông bánh. À, được, cái đấy thì dễ thôi. Thế là ông đã đến Kim Trân. và chúng tôi đã cùng thuê một căn nhà sống chung với nhau sau một năm khi về nước thì ông cũng để lại hết căn nhà đó cho tôi đức chúa trời từ trước đến nay mỗi khi tôi khó khăn hay có vấn đề tôi trông cậy lên chúa thì mỗi lúc đó chúa lại giúp tôi một cách vô cùng kỳ diệu khi hội thánh của chúng tôi lớn lên xây dựng trung tâm ở các nước trên thế giới những tòa nhà ba tầng bốn tầng để làm trường đào tạo chưa một lần nào tôi nói với một con người rằng tôi cần cái gì và đức chúa trời đã dẫn dắt tôi thực sự tôi vô cùng cảm ơn đức chúa trời chính là đức chúa trời và ngài đã hứa rất nhiều điều với chúng ta trong số đó lời hứa lớn nhất ấy là ngài chính là tình yêu thương nếu như đức chúa trời yêu thương tôi nếu như đức chúa trời quan tâm đến tôi nếu đức chúa trời vui lòng về tôi thì tôi xin sẵn sàng nhận hết tất cả những gì mà ngài ban cho dù là được ăn hay là phải nhịn đói lạnh hay là nóng tôi cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận tôi đã sống mấy chục năm như vậy một điều vô cùng kỳ diệu khi bùng nổ dịch covid Mỗi năm, chúng tôi đều tổ chức chương trình nhóm lễ phục xanh ở sân vận động bóng trải Kuchok Sky Dome. Khi có dịch Covid, thì Tổng thống không cho phép tổ chức như vậy, nên chúng tôi phải tổ chức qua mạng. 200 nước trên thế giới đã vào nghe chương trình nhóm lễ phục xanh của chúng tôi. Tôi không thể nào tin được. Đức Chúa Trời đã mở những con đường trước mặt chúng tôi một cách vô cùng kỳ diệu. Năm 1976, tôi đã thành lập trường đào tạo. Đến bây giờ, chỉ tính riêng ở Mỹ, đã có 60 hội thánh thuộc về hội thánh của chúng tôi và họ đang làm việc trên toàn thế giới. Hội thánh truyền giáo đang làm việc mạnh mẽ nhất trên thế giới là hội thánh chúng tôi. Đức Chúa Trời Ngài hàng sống ở giữa chúng ta. Ngài Đích Thân trở thành chủ nhân của chúng ta và dẫn dắt chúng ta. Thực sự thỉnh thoảng khi nhắc đến những điều này, tôi lại suy nghĩ rằng chúa tại sao ngài lại chọn con tại sao ngài lại yêu con chúa cho tôi được sống cho đến ngày hôm nay không phải thiếu thốn chút gì và nói thêm một chút tôi xin lỗi nhưng tôi gặp một sự việc chúng tôi đã mua một căn nhà nhưng chủ nhà đó lại đánh bạc mắc nợ nên thế chấp căn nhà đó cho ngân hàng rồi bỏ chạy ngân hàng họ đến nhà tôi bảo rằng anh có biết gì về căn nhà này không tôi không biết căn nhà này đã bị thế chấp rồi bây giờ các anh phải ra khỏi nhà này điều đó có nghĩa là tôi không thể nào lấy lại được tiền tôi cũng có rất nhiều khó khăn nhưng mỗi khi đó tôi lại nhìn thấy những việc đức chúa trời làm sau khi làm như vậy thì tôi phải ra khỏi nhà nhưng mà chúng tôi không có chỗ nào để đi bởi vì chúng tôi còn có các anh em làm việc cùng nên tôi đã cầu nguyện lên chúa nhưng có một buổi sáng sớm tôi tỉnh dậy cầu nguyện với chúa và nhà tôi có một cái gác xếp nằm ở bên trên bếp. Nó chỉ thấp ngần này thôi, tôi không thể nào đứng thẳng trên đó được. Phải cúi thôi nên mỗi sáng sớm tôi lại lên đó cầu nguyện. Khi cầu nguyện, thì Chúa cho tôi tấm lòng là Ngươi đừng chỉ cầu nguyện mà hãy đi xem nhà đi. Khi tôi đi xem nhà, thì tôi thấy có một căn nhà hai tầng rất đẹp và rất phù hợp với chúng tôi. Tôi hỏi bao nhiêu thì họ bảo là 200.000. Tôi thì 10.000 cũng không có. Thế là tôi bỏ cuộc. Thỉnh thoảng khi ông giám đốc chi nhánh ngân hàng đến, thì tôi cũng trình bày tình hình hoàn cảnh. Một hôm khi đang cầu nguyện, thì Chúa hỏi tôi rằng, cái nhà hai tầng lần trước ngươi xem thì thấy thế nào? Nhà đó đẹp chứ Chúa? Chắc chắn là người ta đã bán được rồi. Đến buổi tối, tôi đi qua thì thấy căn nhà đó vẫn chưa được bán, nên tôi đi vào gặp chủ nhà. Ông chủ nhà khoảng 50 tuổi và cũng hơi thấp. Tôi bảo rằng tôi đến đây để mua tầng 2 của căn nhà. À vậy sao? Rồi tôi nói, tôi là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Tôi có mua một căn nhà ở đây, nhưng không lấy lại được, bởi vì chủ nhà đã đánh bạc. Thế chấp căn nhà đó cho ngân hàng rồi bỏ chạy. Tôi đã cầu nguyện trước mặt Chúa, thì Đức Chúa Trời cho tôi tấm lòng rằng Ngài sẽ ban cho tôi căn nhà này. Nếu ông cho tôi, thì tôi xin cảm ơn. Ai mà nghe, chắc là sẽ thấy vô cùng điên rồ. Tin Chúa thì anh đi mà tin một mình chứ. Người ta sẽ nói như vậy. Ông chủ nhà nhắm nghiền mắt và suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó, ông mở mắt ra và nói rằng Tôi là trưởng lão của Hội Thánh Chi Choa. Đức Chúa Trời đã cho tôi một căn nhà đẹp như thế này ở bên đường quốc lộ mà tôi tờ Chúa nói muốn dùng làm sao tôi ngăn cản được. Anh hãy đến đây đi. Tôi vô cùng cảm ơn. Ở bên phòng bên, con gái của trưởng lão đánh một bài thánh ca mà tôi cảm giác như đang ở trên nước thiên đàng. Chúng tôi nói chuyện với nhau một hồi lâu. Sau đó tôi hẹn thứ bảy tuần ấy sẽ chuyển đến. Ông chủ nhà bảo tôi rằng, Vậy thì hôm đó anh sẽ đến tay không hay sao? Như vậy chắc chắn chúng ta sẽ khó nhìn nhau. Anh có thể chuẩn bị được bao nhiêu? Tuy nhiên tôi bột miệng nói rằng 80.000 won. À thế thì được rồi, anh về đi. Câu chuyện khá dài, nhưng nói chung sau một tuần tôi đã chuẩn bị được 80.000 won đó là một con số rất lớn. Và đến ngày chuyển nhà, thì nhà tôi cũng khá đông người, khoảng 10 người. Tôi để cho các anh em chuyển nhà, rồi tôi cầm kinh thánh ra ngoài để truyền đạo. Tôi đã đến một gia đình giảng kinh thánh. Tầm đến tối thì tôi chuẩn bị đi về. Thì bên ngoài trời mưa to. Ôi, xin lỗi, nhà tôi không có ô. Hai anh chờ một chút cho tại mưa rồi về. Không sao đâu ạ, hôm nay tôi muốn được tắm mưa không vấn đề gì đâu ạ. Tôi nhét cuốn kinh thánh vào trong áo rồi đội mưa chạy về. Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu rằng Chúa ơi, Ngài đã sống không có lấy một căn nhà, một căn phòng. Mỗi khi ngủ, Ngài lại phải lên núi Olive. Vậy thì, những ngày mưa như hôm nay, Ngài sẽ trú mưa ở đâu? Vào những ngày mưa như hôm nay, thì Ngài sẽ trú dưới mái nhà của nhà ai. Khi Ngài sống ở trên thế gian này, Ngài đã sống khó khăn như vậy. Thế thì con người như con là ai mà Chúa lại cho con một căn nhà tốt như vậy? Thế là tôi vừa đi vừa khóc. Đức Chúa Trời, ngay cả bây giờ, cũng chưa bao giờ tôi nói với ai rằng tôi cần tiền hay cần cái gì không bao giờ không có một ai giúp tôi hết tôi xin lỗi nhưng mặc dù có những lúc tôi phải nhịn một bữa hai bữa nhưng thực sự tôi vô cùng cảm ơn chúa tôi lấy vợ rồi lần đầu tiên khi vợ tôi mang thai lúc đấy bụng vợ tôi đã to và nhà tôi thì không còn đồ ăn tôi đã đến một cô nhi viện ở kim trơn và nói rằng muốn gặp thầy hiệu trưởng ông thầy hiệu trưởng đi ra và hỏi có chuyện gì tôi bảo rằng các em nhỏ ở đây sau này lớn lên ra ngoài xã hội không có bố mẹ thì chắc chắn sẽ rất là khó khăn tôi là chuyên gia trong lĩnh vực dẫn dắt các thanh thiếu niên bằng kinh thánh tôi sẽ chẳng đòi hỏi chi hết xin cho tôi có thể giảng kinh thánh cho các em nhỏ này trong vòng một tuần ông hiệu trưởng nhìn chúng tôi một hồi rồi đồng ý cho chúng tôi làm vợ tôi thì dạy thánh ca cho còn tôi thì dạy kinh thánh các em nhỏ cứ ở dưới và nghe thôi đến giờ ăn trưa thì họ đã chuẩn bị đồ ăn vô cùng chu đáo. Tôi vô cùng cảm ơn và chúng tôi cũng ăn rất ngon. Ăn trưa xong chúng tôi lại dậy tiếp. Và buổi tối họ lại cho chúng tôi ăn, chúng tôi lại dậy tiếp. Sau đó, đến khoảng 9 giờ tối chúng tôi quay về. Trong 6 ngày liền, chúng tôi được ăn trưa ăn tối ở đó thực sự vô cùng cảm ơn tôi trở nên rất thân thiết với ông hiệu trưởng ấy có một lần chúng tôi đã tổ chức đêm hoàn nhạc ở kumi ông cũng có đến tham dự hiệu trưởng trường trung học kim chơn ô tôi biết người này mà sai biết vậy à đó là cha tôi ông hiệu trưởng ấy đã cho chúng tôi được giảng dạy kinh thánh cho các em nhỏ ở cô nhi viện và đã tiếp đãi chúng tôi bữa trưa bữa tối trong suốt sáu ngày cả đời tôi không bao giờ quên được đức chúa trời sống ở trong chúng ta đức chúa trời tất nhiên vật chất và nhà cửa cũng là quan trọng nhưng trong tấm lòng của chúng ta thì cần phải biết được tấm lòng của chúa và có đức tin tin rằng chúa sẽ giúp đỡ mình đoạn kinh thánh mà hôm nay chúng ta đọc nói về việc Israel đã có chiến tranh với Syria rồi Israel thua trận họ vào trong thành rồi đóng cửa thành lại ở nhật khi xây thành thì người ta chỉ xây quanh cung điện ở hàn quốc khi xây thành thì họ xây quanh cả thành phố còn trung quốc khi xây thành thì người ta xây quanh cả đất nước đó là lý do người ta xây vạn lý trường thành còn israel thì họ cũng chỉ xây quanh thành phố còn đồng ruộng để trồng trọt thì nằm ngoài thành ở bên ngoài thành thì có quân giặc đang canh ở ngoài họ không thể nào vào trong thành nên họ cứ chờ bên ngoài thành cứ như vậy qua một năm hai năm không đi trồng trọt được thì những người phụ nữ bắt đầu lấy con mình ra để nấu ăn chúng ta đang nói về phần này Dân sự của Chúa đang lâm vào tình cảnh khốn khổ, phải lấy cả con mình ra để nấu ăn. Thế thì rốt cuộc Chúa đang làm gì? Họ muốn hỏi điều đó. Khi đó, tiên tri của Đức Chúa Trời đã xuất hiện. Hãy nghe lời Đức giê va Đức giê va phán như vậy, ngày mai tại giờ này nơi cửa thành Samari một đấu bột lọc sẽ bán một xích lơ và hai đấu lúa mạch sẽ bán một chiếc lơ. Sao cơ? Một đấu bột lọc sẽ bán một chiếc lơ sao? Bây giờ nó đang bán một ngàn chiếc lơ mà. Một đấu bột lọc mà lại một chiếc lơ sao? Thật vô lý. Dầu cho Đức Chúa Trời có mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao? Quan cai nâng đỡ vua đã nói như vậy. Thế là người của Đức Chúa Trời nói rằng chính mắt ngươi sẽ thấy nhưng ngươi không đặng ăn đến ngày mai tại giờ này làm sao được Bây giờ người ta không thể nào ra ngoài trồng trọt nên cả dân sự đang phải chịu chết đói. Thế mà làm sao một đấu bột lọc lại một xích lơ, hai đầu lúa mạch sẽ một xích lơ thật là vô lý. Mặc dù vô lý nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu làm việc. Bên ngoài cửa thành có bốn người phung. Trước đây họ sống ở chỗ người phung, không có chiến tranh thì thỉnh thoảng có gia đình mang đồ ăn đến mang bánh đến cho họ nhưng bây giờ đang trong tình cảnh khốn khổ những người nữ phải nấu cả con mình để ăn thì ai có thể nhớ đến những người phung mặc dù là gia đình với nhau để mà mang đồ ăn cho họ họ bước từng bước từng bước rồi cuối cùng đã đến tận cửa thành họ ngồi ở đó chờ đợi nhỡ đâu đấy nhỡ đâu con trai hay con gái tôi mang đồ ăn cho tôi nhưng mà bên trong thành người ta còn đang đói thì ai mang đồ ăn cho họ bốn người phung ngày hôm đó nói chuyện với nhau chúng ta làm chẳng phải ngày nay là ngày có tin lành Chúng ta hãy đến nơi chạy quân Syri đầu hàng thôi. Ở nơi đó có đồ ăn mà, ở đó có nhiều đồ ăn mà, có nhiều lương thực mà. Nếu họ giết thì chúng ta chết. Nếu họ tha thì chúng ta sẽ được sống. Bởi vì nếu không sang chạy quân CD thì chẳng có đồ ăn ở đâu hết. Ở trong thành làm gì có đồ ăn, chắc là cũng chẳng có ai mang đồ ăn cho chúng ta đâu. Chúng ta cứ ở đây thì chắc chắn là sẽ phải chết đói. Sao chúng ta cứ ngồi yên ở đây để làm gì? Đi đi. Chúng ta sang bên đó, nếu như mà người ta tha thì được sống, mà người ta giết thì chết thôi. Bốn người phung đã được Chúa cho họ một tấm lòng rất kỳ lạ. Thế là buổi sáng trời nắng họ không đi được. Đến khoảng tầm chiều tối, họ bắt đầu đứng dậy, bước về phía chạy quân Syri. Nhưng mà Đức Chúa Trời, những người Syri đang nấu ăn để chuẩn bị ăn tối. Họ đang nấu nước sôi ủng ục. Thì trời thì tối đen. Họ cứ nghe thấy tiếng vó ngựa nghe thấy tiếng ngựa hí, rồi nghe thấy tiếng bánh xe. Họ nghe những cái tiếng đấy ở giữa màn đêm. Đức Chúa Trời đã khiến cho họ nghe thấy những âm thanh đó. Quân Syri, khi mở cửa nhìn ra, thì thấy ở đường lớn, cứ có tiếng ngựa hí rồi tiếng vó ngựa chạy. Rồi tiếng bánh xe chạy. Ô, chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rồi một người thông minh bắt đầu phát biểu. Đây chắc chắn là vua Israel đã nhờ vua Egypto và các vua khác đến để giải cứu họ. Đây chính là tiếng đạo quân của họ đấy. Thế là tất cả mọi người đều bỏ chạy. Họ vứt lại đồ đạc các thứ và rồi họ thấy nồi lẩu quân đội vẫn đang sôi sùng sục trên bếp ôi chào cơm lâu rồi mới được gặp mày lâu rồi họ mới được ăn họ lại đi giấu rồi họ lại ăn họ lại sang bên trại khác rồi lại ăn và rồi một người phung nói chúng ta làm chẳng phải Ngày nay là ngày có tiên lành và chúng ta nên lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến dạng đông thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy ta hãy đi báo tin này cho nhà vua. Những người phung bắt đầu đến cung vua. Họ đứng trước cửa thành và nói rằng, có ai không? Chúng tôi là những người sống ở chúng người phung. Chúng tôi đã đến nơi trại quân Syri. Họ đã bỏ chạy hết, không có một ai ngựa và lừa và đồ ăn và đồ đạc thì vẫn bỏ lại như cũ mặc dù đang đêm nhưng âm thanh đó đã vào trong tận cung vua các hạ thần bàn với nhau rằng hay là quân cd si đang làm bẫy bẫy chúng ta thôi đằng nào chúng ta cũng chết mà cứ đi xem đi thế là họ lấy mấy con ngựa còn sống chạy theo thì thấy tất cả mọi người đều đã bỏ chạy hết còn lại đồ đạc thôi đang đêm đó họ nói với dân Israel rằng này mọi người ơi hãy tỉnh dậy đi có nghe thấy gì không ở nơi chợ quân Syria không còn ai hết chỉ có nhiều đồ ăn thôi hãy đến đó mà ăn đi thế là người ta mang xong đến mang nồi đến để đựng đồ ăn mang về thế là một đấu bột lọc mới bán một xiếc lơ và hai đầu lúa mạch mới bán một xiếc lơ tôi Có một người mà tôi luôn ngưỡng mộ nhất đó là mục sư. Hồi nhỏ, mục sư đến hội thánh tôi chia sẻ thực sự rất tuyệt vời. Nhưng mà thực sự tôi nghĩ rằng tôi không thể nào trở thành mục sư được. Tôi đã đọc Kinh Thánh, từ sáng thế ký, xuất Egypto ký, Lê ký, dân số ký, phục truyền Luật lệ ký, dô các quan xét, router, Tôi đọc từ trên xuống dưới. Đọc một lần, rồi hai lần, ba lần. Khi tôi đọc Kinh Thánh, nếu như tôi đọc một tuần mỗi ngày 10 tiếng, thì tôi sẽ đọc hết một lần Kinh Thánh Tân Cựu Ước. Khi đọc hết Kinh Thánh Tân Cựu Ước, 10 lần, 20 lần, 30 lần, 40 lần, một trăm lần. Thì tôi bắt đầu nhìn thấy tấm lòng của Chúa trong Kinh Thánh. Và trong đó, có một cái vấn đề lớn nhất đối với tôi là gì? Tôi đã sinh ra vào năm 1944. Đến năm 1945 thì Hàn Quốc được giải phóng khỏi Nhật. Tôi luôn nói rằng tôi đã tham gia kháng chiến chống Nhật khi nằm trên giường và đạp chân lên rời. khi đó, khi xảy ra chiến tranh, chúng tôi rất nghèo đói. Chúng tôi thực sự rất đói. Thế nên mỗi khi tụ tập với các bạn, chúng tôi thường xuyên đi vào vườn nhà người ta hái trộm táo, hái trộm hồng, hái trộm nho, bẻ trộm lúa mì ăn. Mặc dù tôi biết đấy là ăn trộm, nhưng mỗi khi tụ tập với các bạn là chúng tôi lại làm như vậy. Rồi đến hội thánh, tôi lại đau khổ và cầu xin Chúa tha tội. Nhưng khi tôi đọc Kinh Thánh rồi, một điều rất là kỳ diệu. Đọc từ sàn thế ký, xuất Egypto ký, lê vi ký, dân số ký, phục trở lợi lợi ký. Đến một hôm, khi tôi đọc Kinh Thánh lê vi ký, ở trong lê vi ký đoạn 4, thì có một ngôi lời khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Ở trong câu một Đức giê va lại phán cùng môi xe rằng, hay nói cùng dân Israel rằng, khi nào ai lầm lỡ mà phạm một trong các điều dân của Đức giê va mà làm điều chẳng nên làm. Nếu là Thầy Tế Lễ chịu sức giàu rồi mà phạm tội, và vì cơ đó gây cho dân sự phải mắc tội. Khi một Thầy Tế Lễ phạm tội, thì Kinh Thánh có ghi chép một cách rõ ràng cách để tha thứ tội lỗi ấy. Trước đây tôi không biết cách để được tha thứ tội lỗi nên tôi chỉ luôn nói rằng Chúa xin hãy tha tội cho con. Nhưng đọc qua đoạn này, ngoài cách tha thứ tội lỗi cho một thầy tế lễ, thì tiếp theo cần có cách tha thứ tội lỗi cho rất nhiều người. Thì trong Kinh Thánh có nói làm thế nào để được tha thứ tội lỗi? Thứ ba, ấy là khi một quan trưởng phạm tội thì phải làm thế nào để được tha thứ tội lỗi? Và cuối cùng, ở trong Lê Vị Ký đoạn 4 câu 27, có nói rằng cách tha thứ tội lỗi khi một người trong dân chúng phạm tội. Nếu một người nào trong dân chúng vì một lỡ phạm một trong các điều dân của Đức Diêu mà làm điều không nên làm và vì cơ đó phải mắc tội. Trong Kinh Thánh có ghi rõ ràng về cách tha thứ tội lỗi. À, trước đấy thì tôi không biết những điều này, nên tôi chỉ nói rằng Chúa xin Ngài tha tội cho con. Chứ tôi cũng không biết là tội lỗi của mình đã được tha chưa. Nhưng khi đọc về phép tế lễ trục tội thì tôi thấy vô cùng kỳ diệu. Nếu một người nào trong dân chúng vì lập lỡ phạm một trong các điều dân của Đức giê mà làm điều không nên làm và vì cớ đó phải mắc tội. Khi nào người ta tỏ cho người đó biết tội mình đã phạm thì người phải vì cớ tội mình dẫn đến một con dê cái không tỉ vết chi dùng làm của lễ, nhận tay mình trên đầu con sinh tế trục tội. Tức là người ta phải dẫn đến một con dê cái khi một người trong dân chúng phạm tội. Rồi nhận tay mình trên đầu con dê cái đó. Tại sao người ta chỉ nhận tay khi phóng trước Mục Sư, phóng trước Trưởng Lão? Mà cái con dê này, nó là gì mà nó lại được nhận tay? Tôi không thể hiểu được. Nhưng mà một điều vô cùng kỳ diệu. Ấy là tất cả các ngôi lời trong Kinh Thánh, nó đều có cặp đôi của nó. Trong kinh thánh không có một cái gì là không có đôi. Khi chúng ta ghép được các cặp đôi lại, thì chúng ta có thể lý giải được những câu kinh thánh mà trước đó không hiểu được. Tại sao phải nhận tay trên đầu con dê cái? Tại sao con dê cái lại phải được nhận tay? Người ta chỉ nhận tay khi phóng chức mục sư trưởng lão mà con dê cái nó có là mục sư trưởng lão đâu. Tại sao lại phải nhận tay trên đầu nó? Tôi không thể nào lý giải được điều đó. Tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh một lần, hai lần. Đọc mãi mà nhiều khi tôi cũng không biết là đã đọc qua cặp đôi của nó mà cứ bỏ qua. Nhưng khi đọc đến Lê Vì Ký đoạn 16 câu 21 thì tôi có thể tìm thấy được. Quý vị có thể nhìn thấy hay không? Chúng ta hãy cùng nhau đọc nhé. Aaron sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dây được còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Israel và chất trên đầu nó. Rồi nhờ một người trực sẵn việc này mà sai đổi nó ra thả vào đồng vắng. Con assassin thì thả vào đồng vắng, còn con sinh tế trục tội thì phải nhận tay trên đầu của con dê rồi giết nó. Bôi huyết ở trên các sừng bàn thờ thì tội lỗi sẽ được tha thứ. Nghĩa là trong này có cách tha thứ tội lỗi một cách rõ ràng. Thứ nhất, là phải nhận tay trên đầu con dê. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 4, thì chỉ nói là nhận tay thôi, chứ không nói lý do vì sao phải nhận tay. Còn đến Lê Vi Ký đoạn 16 câu 21, Aaron sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê được còn sống. Và trong này có nói về mục đích nhận tay, xưng trên nó có gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Israel. Thì khi nhận tay, mọi tội lỗi sẽ được chuyển sang con dê. Phải không ạ? À, vậy thì tội lỗi của chúng ta khi đặt tay lên đầu con trên con dê, thì tội lỗi sẽ được chuyển sang con trên con dê đó. Có phải không ạ? Có phải không ạ? Quý vị có hiểu không? Thế nên, để làm phép tế lễ trực tội, thì phải nhận tay lên đầu của con dê được còn sống. Tại sao lại phải nhận tay? Ấy là để chuyển tội lỗi sang cho con dê. À, thế nên, và nếu chỉ đọc phần này thì không thể nào hiểu được. Còn có một câu nữa là cặp đôi ở trong Kinh Thánh Matthew. Khi Chúa Giêsu đến nơi sông Giô Đanh, đã gặp răng Báp Tít, phải không ạ? À? Ngài có gặp không? Chúa Giêsu đã đến để chịu phép bắp tên của răng. Răng trả lời rằng, xong răng từ chối mà rằng chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép bắp tên mà Ngài lại chờ đến cùng tôi sao? Thế là Chúa Giêsu đáp rằng bây giờ cứ làm đi. Vâng, mang theo đoạn 3 câu 15 phải không ạ? À? Đức Chúa Giêsu đáp rằng bây giờ cứ làm đi vì chúng ta nên làm cho chọn mọi việc công bình như vậy. răng bèn vâng lời Ngài. Như là răng đã nhận tay trên đầu Chúa Giêsu phải không ạ? À? Phải không? Đây là gì? Đây là phép nhận tay để chuyển tội lỗi. Răng tít. khi nhận tay lên đầu của Chúa Giêsu thì mọi tội lỗi của thế gian đã chuyển sang Chúa Giêsu rồi. Amen. Và cụ thể hơn nữa, qua ngày sau, rằng Thầy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng, kìa, trên con của Đức Chúa trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Nếu đọc kinh thánh kỹ càng, thì chúng ta có thể liên kết từng câu này lại với nhau. Nghĩa là phép tế lễ trục tội trong thời cựu ước người ta phải giết con chiên con dê để tha thứ tội lỗi thì con chiên đó chính là hình bóng của Chúa Giêsu. Vì vậy, trước khi giết con chiên người ta phải nhận tay trên đầu con chiên. Ấy là để chất tội lỗi của chúng ta lên con chiên. Rồi khi con chiên chết thay cho chúng ta thì tội lỗi của chúng ta sẽ được tha thứ giống như vậy. Chúa Giêsu ta đến chịu phép bắp tên của răng tại sông Giô Đanh. răng bảo rằng chính tôi cần phải chịu ngài làm phép bắp tên mà ngài lại trở đến cùng tôi sao? thì Chúa Giêsu đáp rằng bây giờ cứ làm đi vì chúng ta nên làm cho chọn mọi việc công bình như vậy. khi mọi tội lỗi được tha thứ thì có nghĩa là mọi việc công bình được chọn phải không ạ? phải không? thế nên răng đã nhận tay lên đầu Chúa Giêsu và làm phép bắp tên. khi đó mọi tội lỗi của thế gian đã chuyển sang cho Chúa Giêsu rồi. Và khi chúng ta đọc xuống dưới thì qua ngày sau Giang thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng kia trên con của Đức Chúa trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Amen được không ạ? Vì vậy ngày hôm qua khi Giang nhận tay lên đầu của Chúa Giêsu thì mọi tội lỗi của thế gian khi đó đã chất sang Chúa Giêsu. Rồi qua ngày sau rằng thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng kia trên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Nếu như Kinh Thánh đã ghi chép như thế này thì thưa quý vị, có một sự thật mà quý vị phải biết một cách chính xác là gì? Khi răng nhận tay lên đầu của Chúa Giêsu thì tất cả mọi tội lỗi của chúng ta đã chất lên Chúa Giêsu rồi. Amen được không ạ? Thế nên rằng mới nói về Chúa Giêsu rằng kia trên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Và Chúa Giêsu ấy khi Ngài chịu đóng đinh chết trên thập tự giá thì tội lỗi của chúng ta đã kết thúc ở nơi đó rồi. Amen. Amen. Không phải là chúng ta phải xin Chúa tha tội cho mình. Mà vì tội lỗi của chúng ta, Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Tết của Ngài đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta rồi chúng ta phải tin vào điều đó. Chúng ta phải tin vào điều đó. Xin lỗi nhưng người ta không chịu đọc Kinh Thánh. Người ta chỉ đọc qua qua rồi thì giảng mấy câu chuyện như người đàn bà tà dâm. Rồi thì năm cái bánh và hai con cá. Chứ người ta không đọc được cái dòng trẻ chính trong Kinh Thánh, nên đọc Kinh Thánh kiểu gì cũng chẳng có tác dụng. Giang Bác Tít đã đến gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bảo Giang rằng, hãy làm phép bắp tên cho ta. Hãy nhận tay cho ta. Thì Giang bảo rằng, chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép bắp tên mà Ngài lại chờ đến cùng tôi sao? Chúa Giêsu đã phán thế nào ạ? Bây giờ cứ làm đi. Vì chúng ta nên làm cho chọn mọi việc công bình như vậy. Amen. Vì vậy, rằng đã nhận tay rồi, tội lỗi của chúng ta chất lên Chúa Giêsu, rồi Chúa Giêsu gánh tội của chúng ta, chịu đóng đinh chết trên thập tự giá, khi đó tội lỗi của chúng ta đã được giải quyết rồi. Chúng ta khi chấp nhận điều đó bằng đức tin thì chúng ta sẽ được thoát ra khỏi tội lỗi. Kinh Thánh là một cuốn sách vô cùng sâu sắc và kỳ diệu. Tôi cũng là một người đọc Kinh Thánh khá nhiều. Bình thường khi tôi đọc Kinh Thánh một tuần thì sẽ hết một lần Kinh Thánh Tân Cựu Ước. Mỗi ngày đọc 10 tiếng khi đọc hết kinh thánh tân cựu ước một lần hai lần mười lần hai mươi lần ba mươi lần năm mươi lần cứ càng đọc càng đọc thì tôi không thể nào biết hết kinh thánh được quý vị hiểu được không dù vậy tôi vẫn còn không biết rất nhiều về kinh thánh nhưng khi đọc về phép tế lễ trục tội ở trong thời cựu ước thì phải nhận tay lên đầu con chiên khi con chiên đó chết Người ta đâm vào cổ nó và giết nó chết. Người ta sẽ lấy huyết nó bôi lên trên các sừng bàn thờ. Tại sao lại bôi huyết lên trên các sừng bàn thờ nhỉ? Đó là một điều rất thú vị. Tội của Judah đã che bằng bút sát bằng dùi kim cương, đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó và trên sừng những bàn thờ các ngươi. Trước đó, Đọc đến phần phải bôi huyết lên trên các sừng bàn thờ ở trong phép tế lễ trục tội thì tôi không hiểu. Nhưng khi đọc đến Jeremy đoạn 17 câu 1, à, Đức Chúa Trời đã ghi chép tội lỗi ở hai nơi. Thứ nhất là ở trên bảng trong lòng và thứ hai là trên sừng những bàn thờ. Khi chúng ta phạm tội, thì chúng ta sẽ ghi chép ở trong lòng. À, mình đã phạm tội, mình đã ăn trộm, mình đã nói dối, mình đã tà dâm chúng ta nhìn thấy ở trong lòng mình có những tội đó chúng ta ghi chép tội lỗi ở trong lòng mình còn đức chúa trời thì khi ghi chép về tội lỗi ngài sẽ ghi chép trên sừng những bàn thờ vì vậy mà tội của juda đã chép bằng bút sắt bằng rùi kim cương đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó và trên sừng những bàn thờ các ngươi vì vậy ở trên những sừng bàn thờ có tội lỗi của chúng ta thế nên Chúa mới bảo chúng ta hãy lấy huyết của con Chiên bôi lên trên các sừng bàn thờ bôi lên đó thì xóa được cái gì ạ à? xóa được tội lỗi ạ à. tội lỗi của ngươi đã được rửa sạch bởi huyết của Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi bây giờ ngươi xóa đi cũng được Amen vì vậy mà Chúa Giêsu đã lấy huyết ngài bôi lên trên sừng bàn thờ Bàn thờ mà Chúa đã ghi chép tội lỗi của chúng ta để xóa hết đi mọi ghi chép về tội lỗi của chúng ta trên nước thiên đàng. Không đâu trên nước thiên đàng có những ghi chép về tội lỗi của chúng ta bởi tất cả đều đã được xóa đi bởi huyết của trên con rồi. Quý vị có hiểu không ạ? Thưa quý vị, chúng ta dù có làm gì thì cũng không thể nào được tha thứ tội lỗi. Chúa Giêsu đã tha tội sẵn cho chúng ta ngày đầu huyết trên thập tự giá ngày gánh tội của chúng ta ngài đầu huyết để tha thứ hết mọi tội cho chúng ta khi chúng ta chấp nhận điều đó bởi đức tin thì là chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi Amen À, Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta nên tội của chúng ta đã được tha thứ, tội lỗi của chúng ta đã được rửa sạch rồi. À, thế thì tôi không còn là tội nhân nữa, tôi là người công bình, Chúa đã làm cho tôi công bình, Chúa đã nói ngày không nhớ tội của tôi nữa rồi. Ở trên nước thiên đàng cũng không còn một ghi chép nào về tội lỗi của tôi nữa rồi. Và thực tế là Kinh Thánh đã ghi chép như vậy. Hồi nhỏ, tôi đã đi một hội thánh ở Son San, với khoảng một trăm tín đồ xin lỗi nhưng khi nổ ra chiến tranh triều tiên hàn quốc chúng tôi quá nghèo chúng tôi phải nhịn đói rất nhiều khi nổ ra chiến tranh thì mẹ tôi qua đời Được đúng một tháng thì anh tôi vào bộ đội. Sau đấy thì cha tôi cũng đi hỗ trợ cho hậu phương. Nhà tôi cũng thiếu vắng ba người lớn nhất là cha, mẹ và anh trai cả. Chị gái lớn nhất nhà tôi 15 tuổi, chị thứ hai 13 tuổi, tôi 8 tuổi và một người em 4 tuổi. Chúng tôi rất đói. Thế nên lúc đấy cứ có gì là tôi nhặt ăn. Chân tay thì bé tí tẹo, còn bụng thì lồi to ra. Khi tôi được 10 tuổi, 15 tuổi, thì tôi bắt đầu cùng các bạn vào nhà người ta hái trộm hồng, hái trộm táo. Mặc dù tôi biết đấy là ăn trộm, tôi cũng lấy trộm lúa mì nướng ăn. Tôi có rất rất nhiều tội. nhưng một điều vô cùng đáng tiếc ấy là hội thánh của tôi đã thay đổi mục sư rất nhiều lần nhưng mục sư nào cũng chỉ bảo là hãy ăn năn thôi chứ không có mục sư nào bảo rằng làm thế nào để được tha thứ tội lỗi ngày nào tôi cũng ăn năn xin chúa hãy tha tội cho con nhưng tôi không thể nào có được đức tin là tội lỗi của tôi đã được tha thứ nhưng khi tôi đọc đến lê vê ký và đọc các kinh thánh khác một lần hai lần mười lần thì bắt đầu tôi liên kết được các ngôi lời trong kinh thánh với nhau khi làm phép tế lễ trục tội trong thời cựu ước thì phải nhận tay lên đầu của con dê vậy thì tội của tôi sẽ được chuyển sang cho con dê và khi con dê đó chết đổ huyết thì tội lỗi của tôi được tha thứ Vậy thì lý do vì sao lại phải bôi huyết lên trên bàn thờ? Bởi vì trên bàn thờ có những ghi chép về tội lỗi, nên phải dùng huyết để xóa đi những ghi chép về tội lỗi đó trên sự bàn thờ. Kinh Thánh ghi chép vô cùng chính xác, và trong Kinh Thánh có rất nhiều điều nói như thế này, và thực sự một điều vô cùng kỳ diệu trong Kinh Thánh. Hiện tại, chỉ tính riêng ở Mỹ, có tới 50 đài truyền hình đang phát sóng bài giảng của tôi mỗi tuần. Ngoài ra, trên toàn thế giới, do dịch COVID, chúng tôi cũng gặp khó khăn vì không thể tổ chức chương trình nhóm lễ phục xanh. Chúng tôi phải tổ chức qua mạng. Nhưng khi đó đã có khoảng 2 triệu người trên toàn thế giới cùng vào tham dự lễ phục xanh. Và rất nhiều nước đang mời tôi đến. Mục sư ơi, hãy đến và nói về sự tha thứ tội lỗi ở hội thánh tôi. Và khi tôi đến, cả hội thánh đó đều khóc và vô cùng ngạc nhiên về sự tha thứ tội lỗi. Hầu hết các mục sư ở Hàn Quốc đều chỉ dạy là hãy xưng tội xin Chúa tha tội. Trên thập tự giá, Chúa đã tha hết rồi, phải không ạ? Chúa đã tha hết rồi. Chúa Giêsu khi chết vì tội lỗi của chúng ta, thì tội lỗi của chúng ta đã kết thúc rồi. Nếu mà chúng ta còn xin Chúa tha tội, thì có nghĩa là chúng ta không tin vào sự tha tội của Chúa. Ngày nay ở Hàn Quốc còn rất nhiều hội thánh làm như vậy. Nếu thực sự tin vào sự tha tội của Chúa Giêsu thì không được xin Chúa tha tội, mà phải cảm ơn bởi vì Chúa đã tha tội cho mình. Thực sự họ quá là không đọc Kinh Thánh, họ không biết gì về Kinh Thánh. khi đọc Kinh Thánh và nói những điều này, thì người ta vô cùng ngạc nhiên nói rằng, đúng những điều này là đúng. Ở Mỹ, có khoảng 50 đài truyền hình đang phát sóng bài giảng của tôi mỗi tuần. Ở trên thế giới có rất nhiều mục sư. Mỗi khi tôi đến thì họ cùng nhóm lại, cùng đồng hành và mong muốn được học hỏi. Năm ngoái khi tổ chức nhóm buổi linh mùa hè, đã có tới 1.500 mục sư từ nước ngoài đến tham dự, cùng nghe nhận sự tha thứ tội lỗi để học một cách chính xác. Còn các hội thánh ở Hàn Quốc thì đến bây giờ vẫn nói mình là tội nhân. Nếu như là tội nhân, thì có nghĩa là Chúa Giêsu chết trên thập tự giá không rửa được tội cho chúng ta hay sao? Không có lời nào ác hơn lời đó. Khi Chúa Giêsu chịu đóng đi trên thập tự giá, Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta nên ngài đã rửa tội của chúng ta một cách chính xác chúa giê xu đã dùng hết ngài bôi lên trên sừng bàn thờ trên sừng bàn thờ ghi chép gì ạ à? ghi chép tội lỗi huyết của chúa giê xu đã bôi lên sừng bàn thờ để xóa đi những ghi chép về tội lỗi đó bởi vì sao bởi vì tội lỗi đã được tha thứ vậy thì việc mà chúng ta phải làm là gì không phải là xin chúa tha tội cho mình mà chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng bởi huyết của chúa Giêsu đã tha tội cho chúng ta bằng đức tin vào trong tấm lòng mình Kinh Thánh nói rằng huyết của Chúa Giêsu đã tha tội cho chúng ta, vậy thì đúng là chúng ta đã được tha. Vậy tại sao còn nói mình là tội nhân? Đó là bởi vì không tin Kinh Thánh. Khi mà ai nói những điều này thì người ta lại bảo là tà giáo. Họ chẳng biết gì về Kinh Thánh mà còn đòi nói. Họ chỉ có biết giảm mấy cái câu chuyện như là người đàn bà tà dâm thế thôi, chứ không biết được ý muốn của Chúa ẩn giấu trong Kinh Thánh tín đồ cũng nói mình là tội nhân, mục sư cũng nói mình là tội nhân. Để đến lúc chết thì họ lại run rẩy Và rất nhiều người chết như vậy khi không được tha thứ tội lỗi. Trên thập tự giá, người ta hát thành ca. Tôi được chuộc không phải bởi vàng hay bạc là những thứ hay hư mất đâu. Nhưng tôi được chuộc bởi huyết của trên con Đức Chúa Trời. Nếu mà đã được chuộc thì có nghĩa là không còn tội đúng không ạ? À? Hát xong lại cầu nguyện, Chúa ơi, xin Ngài tha tội cho tội nhân này. Đức trời cũng loạn hết cả lên. Lúc thì bảo là tôi được chuộc rồi, lúc thì lại bảo là tôi là tội nhân. Mà còn điều nực cười hơn, đấy là khi tôi giảng những điều này thì người ta bảo tôi là tà giáo. Gần đây thì những người nói như vậy đã giảm hẳn rồi. Bởi vì tôi nói đúng với Kinh Thánh, Kinh Thánh nói như vậy mà bởi huyết của Chúa Giêsu, bởi huyết Chúa Giêsu đổ ra mà tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Kinh Thánh đã nói như vậy. Nếu như chúng ta nói mình là tội nhân, thì có nghĩa là Chúa đã thất bại trong việc tha tội cho chúng ta. Làm sao chúng ta lại có thể xúc phạm Chúa như vậy được? Không đâu. Ngài đã tha hết mọi tội cho chúng ta rồi. Chúng ta phải nói như vậy. Quý vị có hiểu không ạ? Chúa Giêsu đã đổ huyết trên thập tự giá vì sao? Ngài đã chết vì tội của chúng ta trong thời cựu ước. Con chiên hay con dê chết thay thì tội lỗi của chúng ta sẽ được tha. Ấy là để cho chúng ta biết Chúa Giêsu sẽ chết trên thập tự giá để tha tội cho chúng ta như thế nào. Khi Chúa chịu phép bóc tên từ răng thì mọi tội lỗi đã chuyển sang Chúa Giêsu. Ngày hôm sau, Giang nói rằng kia trên con của Đức Chúa trời là đáng cất tội lỗi thế gian đi. Khi đó tội lỗi của chúng ta đã chết lên Chúa Giêsu và khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh chết trên thập tự giá, thì mọi hình phạt về tội lỗi của chúng ta đã kết thúc trên thập tự giá. Vì vậy tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ rồi. Dù chúng ta đã ăn trộm, đã tà dâm, dù đã tạm mất cứ tội gì ngài đã tha hết rồi. Chúa Giêsu đã chịu mọi hình phạt trước khi chết rồi, nên chúng ta không còn là tội nhân nữa. Chúa ơi cảm tạ ơn Chúa chúng ta phải nói như vậy. Nhưng Chúa ơi chúng con là tội nhân xin ngài tha tội cho con. Ngày nay các mục sư ở Hàn Quốc biến hết tín đồ của mình trở thành tội nhân. Chúa Giêsu triệu đông đi trên thập tự giá đã biến những tội nhân dơ bẩn trở nên công bình. Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và họ nhờ ấn điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm chọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa quý vị yêu mến, ý tôi không phải muốn chê bai ai không phải muốn hạ thấp ai. Thế nhưng một điều rõ ràng, Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên thập tự giá, Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta, Ngài đã trả hết giá mọi tội cho chúng ta. Thế nếu mà vẫn dạy các tín đồ là tội nhân thì thực sự những người đó không có tư cách là mục sư. Những mục sư đấy làm sao có thể gọi là mục sư? Vừa bảo là Chúa đổ huyết chết trên thập tự giá, lại vừa bảo là Chúa không tha được tội, thì đó là xúc phạm Chúa Giêsu. Khi đọc Kinh Thánh thì phải biết suy nghĩ tôi đã đọc Kinh Thánh. Đọc một lần, hai lần, ba lần, mười lần, hai mươi lần. Cứ đọc, cứ đọc mãi. Thì ở Lê Vi Ký đoạn 4, có nói về phép tế lễ trưởng tội. Khi một thầy tế lễ phạm tội thì phải làm thế nào để được tha tội? Tiếp theo khi một quan trưởng hay một người trong dân chúng phạm tội hay cả hội chúng Israel phạm tội, một quan trưởng phạm tội và cuối cùng đấy là khi một người trong dân chúng phạm tội, tôi là một người trong dân chúng. Thế nên, Người ta phải dẫn đến một con dê cái không tỉ vị chi đến. Nhận tay trên đầu có sinh tế trục tội. Ở trong này bảo là phải nhận tay vì sao? Đó là cái quá trình để chuyển tội lên đầu con dê. Hiểu được không ạ? Vì vậy tội lỗi mới được chuyển sang cho con dê. Và rồi khi con dê đó chết, lấy huyết bôi lên trên các sườn mần thờ là vì sao? Đức Chúa Trời đã ghi chép tội lỗi ở hai nơi. Con người thì ghi chép tội lỗi ở trong bảng lòng mình. Tội của Juda đã chép bằng bút sắt bằng dùi kim cương đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó và trên sừng những bàn thờ các ngươi tức là chúng ta thì ghi chép tội lỗi của mình ở trên bảng lòng mình đã nói dối mình đã ăn trộm chúng ta ghi chép ở trong lòng như vậy còn đức chúa trời thì ngài ghi chép ở trên những sừng bàn thờ và khi làm phép tế lễ trực tội thì ngài sẽ kiểm tra trên sừng bàn thờ nhưng trên con đã bôi huyết ở trên sừng bàn thờ, thì huyết đó sẽ xóa đi những ghi chép vì tội lỗi, hiểu được không ạ? Có nghĩa là tội lỗi đã được tha. Chúng ta thì có tội lỗi ở trên bảng lòng. Bởi đức tin tin vào huyết của Chúa Giêsu mà tội lỗi của chúng ta được tha thứ, được xóa đi ở trong lòng. Quý vị có hiểu không ạ? Tội của Juda đã chép bằng bút sắt bằng dùi kim cương đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó và trên sừng những bàn thờ các ngươi. Bảng trong lòng là chúng ta ghi chép, còn sừng bàn thờ là Đức Chúa Trời ghi chép. Đức Chúa Trời nhìn vào sừng bàn thờ ấy và nói tội lỗi chúng ta đã được tha. Vì vậy nên, khi trên con chết, Ngài đã lấy huyết Ngài bôi lên trên sừng bàn thờ, xóa đi hết mọi ghi chép về tội lỗi của chúng ta vì sao? Tội lỗi của ngươi trên con đã chết thay cho ngươi, tha tội cho ngươi rồi, nên tội lỗi này phải được xóa đi thế là Chúa đã lấy huyết của trên con để xóa đi. thế nhưng thưa quý vị tất cả chúng ta ngày nay cả chấp sự cũng là tội nhân trưởng lão cũng là tội nhân mục sư cũng nói mình là tội nhân những lời đó nói một cách dễ hiểu ấy là Chúa Giêsu đã thất bại trên thập tự giá ngài đã chết vì tội lỗi chúng tôi nhưng không tha được cho chúng tôi nếu như mà đã tha được tội rồi thì không thể nói mình là tội nhân nữa phải không ạ quý vị đã hiểu chắc chắn rõ ràng chưa? vậy thì tội lỗi của quý vị được tha thứ khi nào? khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá thì khi đó tội lỗi của chúng ta đã được rửa sạch hết. nói lại một lần nữa, đọc kỹ trong ma theo thì con nói khi Chúa Giêsu đến chịu phép bắp tên của răng thì tội lỗi của thế gian đã chuyển sang cho Chúa Giêsu ngày hôm sau răng nói rằng kìa trên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi mọi tội lỗi của chúng ta đã chất lên chúa Giêsu và khi nhặt tay thì tội lỗi đã chuyển qua chúa Giêsu và khi chúa Giêsu chỉ đóng đinh trên thập tự giá thì mọi tội lỗi của chúng ta đã kết thúc rồi. Vì vậy nên không đâu trên nước thiên đàng còn những cái chép tội lỗi của chúng ta nữa. Vì vậy những tội lỗi ở trên sực bàn thờ thực sự là bởi bôi huyết của trên con mà ngài đã xóa đi hết mọi ghi chép về tội lỗi còn những tội lỗi trong bảng lòng chúng ta thì được xóa bởi đức tin bởi đức tin tin rằng huyết chúa đã tha tội cho chúng ta mà những tội lỗi trong bảng lòng chúng ta được xóa đi vì vậy ở trên nước thiên đàng không có nơi nào còn ghi chép về tội lỗi của chúng ta nữa nên chúng ta có thể ra trước mặt đức giúp trời một cách giản dĩ. Tôi đã đọc Kinh Thánh rất nhiều, nhưng mà chưa đọc đến 10.000 lần. Nhiều khi tôi có học thuộc lòng nhưng cũng có nhiều cái tôi không biết. Nhưng riêng về phần chuộc tội, thì tôi có thể biết một cách chính xác ở trong Lê Vị Ký Đoạn 4, khi một thầy tế lễ phạm tội thì phải làm thế nào? Phải mang một con dê đến, nhận tay trên đầu nó, chuyển tội sang nó. Khi nó chết, thì tội lỗi chúng ta được tha. Rồi tiếp theo, khi cả hội chúng phạm tội, kể cả khi một quan trưởng phạm tội hay một người trong dân chúng, tôi là một người trong dân chúng. Vì thế nên, tôi thì không hiểu được cái phần tại sao phải nhận tay trên đầu, tại sao phải nhận tay người ta chỉ nhận tay khi phong chức mục sư trưởng lão, chứ con dê nó là cái gì, nó có làm mục sư trưởng lão đâu mà sao nó lại được nhận tay, tôi rất là thắc mắc cái phần đó. Nhưng mà thực sự, mở kinh thánh ra thì thấy xuất hiện một cách rõ ràng. Tội lỗi của chúng ta đã được xóa bởi huyết của Chúa Giêsu, quý vị có hiểu không ạ? Vì thế nên bây giờ những cái ghi chép về tội lỗi của chúng ta trên nước thiên đàng, trên sừng bàn thờ đã được huyết trên con bôi lên trên và đã được xóa hết rồi, quý vị hiểu được không? Vì vậy tội của Juda đã che bằng bút, sắt bằng rùi kim cương đã chạm trên bảng trong lòng Chúa nó và trên sừng những bàn thờ các ngươi. Những tội lỗi được ghi chép ở trên sừng bàn thờ đã được bôi huyết trên collagen và xóa đi. Kể cả những tội lỗi trong bảng làm chúng ta, huyết của Chúa Giêsu đổ trên thập tự giá, cũng đã chịu hình phạt vì tội lỗi chúng ta, mặc dù đây là sự thật. Chúa Giêsu chịu đau đinh là chịu mọi hình phạt vì tội lỗi chúng ta rồi, nên Đức Chúa Trời không còn nhớ đến tội lỗi của chúng ta nữa. Ngày nay, có rất nhiều người đi hội thánh, thì cả mười trên mười, 10, cả trăm trên trăm đều nói mình là tội nhân. Câu đó có nghĩa là Chúa Giêsu chết trên thập tự giá không tha được tội cho mình. Chúa Giêsu nếu đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta thì chúng ta không được nói mình là tội nhân phải không ạ? À? Nếu như Chúa đã tha hết mọi tội cho chúng ta thì chúng ta không còn là tội nhân nữa. Chúa đã đổ huyết và tha hết mọi tội cho chúng ta mà còn rất nhiều người vẫn nói mình là tội nhân. Thực sự đó là không hề tin Chúa. Thưa quý vị yêu mến, tôi chẳng là cái gì hết. Lúc nãy tôi cũng đã nói, sau khi mẹ tôi qua đời, anh tôi vào bộ đội. Cha tôi cũng đi hỗ trợ cho chiến tranh. Thì chị lớn nhất nhà tôi 15 tuổi, một chị nữa 13 tuổi, tôi 8 tuổi và một đứa em 4 tuổi. Khi tôi lớn lên 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi tôi bắt đầu vào vườn cây nhà người ta, hái trộm hồng, hái trộm táo, vào ruộng lúa, lấy trộm lúa mì, rồi cũng đào trộm khoai tây. Tôi có rất rất nhiều tội. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ về việc mình chết đi sẽ phải xuống địa ngục. Nhưng mà thực sự tôi rất muốn được tha tội. Một điều vô cùng kỳ diệu. Khi tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh Sán Thế Ký Xuất Egypto Ký, tôi cứ đọc, thì trước đây mặc dù tôi không biết, tôi cứ đọc qua thôi mà không biết. Nhưng đến một ngày tôi đọc đến Lê Vi Ký. Thì ở trong Lê Vi Ký đoạn 4, còn nói về cách tha thứ tội lỗi một cách vô cùng chi tiết khi một thầy tế lễ phạm tội, khi cả hội chúng phạm tội, khi một quan trưởng phạm tội, khi một người trong dân chúng phạm tội. Tôi là một người trong dân chúng. Nếu một người nào trong dân chúng vì lầm lỡ phạm một trong các điều dân của Đức Diêu Va mà làm điều không nên làm và vì cờ đó phải mắc tội. Khi nào người ta tỏ cho người đó biết tội mình đã phạm thì người phải vì cớ tội mình dẫn đến con dê cái không tỳ vít chi dùng làm của lễ. Nhận tay mình trên đầu con sinh tế trục tội, rồi giết nó trong nơi giết con sinh dùng làm của lễ thiêu. Rồi tội lỗi sẽ được tha thứ. Thế nên Chúa Giêsu đã vì tội lỗi của chúng ta, việc cân chiên chết như vậy, ấy là hình bóng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sẽ đến thế gian chết vì tội lỗi của chúng ta, thì tội lỗi chúng ta được tha thứ. Và sau đó, Chúa Giêsu đã đến. Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà chịu phép bắp tên từ Giang. Thế là mọi tội lỗi của thế gian đã chất lên Chúa Giêsu. Và sau đó, Chúa Giêsu đổ huyết và chết, thì mọi tội lỗi của chúng ta đã được xóa hết. Vì vậy, một điều tôi nhất định muốn nói với quý vị ấy là có thể trong lòng của quý vị có những ghi chép về tội lỗi, nhưng trên nước thiên đàng thì không còn một ghi chép nào về tội lỗi của quý vị nữa. Tất cả những ghi chép đó đã được huyết của Chúa Giêsu bôi lên và xóa hết rồi, quý vị hiểu không ạ? Vì vậy nên Đức Chúa Trời không thể tìm thấy ghi chép về tội lỗi của chúng ta ở bất cứ nơi nào trên nước thiên đàng. Còn những tội lỗi trong bảng làm chúng ta, tội của Judah đã chép bằng bút sắt bằng rùi kim cương đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó và trên sừng những bàn thờ các ngươi. Vậy thì những tội lỗi ở trên bảng lòng quý vị thì được xóa đi như thế nào? Bởi đức tin. Những tội lỗi mà quý vị vẫn còn nhớ đến ở trong lòng, thì Chúa Giêsu đã tha thứ hết trên thập tự giá rồi. Khi chúng ta tin vào điều đó, thì chúng ta không còn tội lỗi nữa. Amen được không ạ? Quý vị có hiểu không? Vâng, để nói thêm về những phần này, thì hôm nay tôi không còn thời gian, tôi không thể nào nói hết được. Trong thời cựu ước, thì Kinh Thánh Lê Vi Ký có nói về phép tế lễ trục tội như vậy. Còn ở trong Kinh Thánh Tân Ước, Kinh Thánh Hebrew thì nói một cách vô cùng chính xác. Chúng ta sẽ cùng xem Kinh Thánh Hebrew một chút nữa. Ở trong Hebrew đoạn mới có một, chúng ta hãy cùng xem. Và luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau không có hình thật của các vật nên không bao giờ tế lễ mỗi năm hàng dân như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên chọn lành được. Câu này có nghĩa là người ta là phép tế lễ chụp tội theo luật pháp thì ấy chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau. Việc Chúa Giêsu chết vì tội lỗi của chúng ta chính là sự tốt lành ngày sau. Đây chỉ là cái bóng để cho chúng ta biết Ngài sẽ tha tội cho chúng ta như thế nào chứ thực sự cái đó thì không thể nào tha tội cho chúng ta được. Quý vị có hiểu được không ạ? Nếu như thực sự nó có thể tha được tội cho chúng ta thì Chúa giê -xu không cần phải chết, phải không ạ? Nhưng thực sự Chúa giê -xu là trên con đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Trên con chỉ là bóng của Chúa giê -xu thôi. Bởi sự chết của Chúa giê -xu mà tội lỗi chúng ta được tha thứ. Đó chỉ là cái bóng để giải thích điều đó mà thôi. Vì vậy, theo như luật pháp, người ta bắt con chia con dê để làm phép tế lễ trục tội. Ấy chỉ là cái bóng của sự tốt là ngày sau là việc Chúa Giêsu sẽ đến và tha thứ tội lỗi cho chúng ta thôi. Không bao giờ cái tế lễ mỗi năm hàng dân như vậy mà khiến kẻ đến cả Đức Chúa Trời trở nên chọn lành được. Bởi vì sao? Ở trên thế gian này là hệ thời gian, còn nước thế nào của Chúa là hệ đời đời. Mặc dù tha tội ở trên thế gian này, nhưng phạm tội nữa thì lại trở thành tội nhân, phạm tội nữa lại trở thành tội nhân. Nhưng mà trên nước thiên đàng là hệ đời đời nên, nếu đã tha tội một lần thì là được tha đời đời. Không chỉ việc tha thứ tội lỗi mà tất cả mọi điều ở nơi đó đều là đời đời. Ở trên nước thiên đàng nếu chúng ta sống thì là sống đời đời. Tội lỗi được tha thứ là tha thứ đời đời. Vì vậy, Chúa Giêsu đã bôi huyết ở trên rừng mặt thờ trên trời để tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Quý vị có hiểu không ạ? Để nói chi tiết hơn nữa thì có rất nhiều ngôi lời hay, nhưng hôm nay tôi không thể nào đọc hết được. Tôi chỉ đọc hai video đoạn mới câu 10, chúng ta hãy cùng đọc hai bác. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả. Chúng ta được nên thành có nghĩa là chúng ta đã nhận được sự tha thứ tội lỗi, quý vị có hiểu không ạ? À? Chúng ta dâng tế lễ thì đó chỉ là cái bóng thôi. Không phải là chúng ta cần phải làm gì mà là Chúa Giêsu xu triệu đồng đinh chết trên thập tự giá vì chúng ta. Khi đó, Chúa Giêsu đã dâng tế lễ chuộc tội cho tội của chúng ta rồi. Và bôi huyết lên trên sừng bàn thờ trên trời, ở trên bàn thờ trên trời thì mọi thứ đều là đời đời nên tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ đời đời rồi tin vào điều này chính là con đường nhận sự tha tội để nhận sự tha tội thì ngoài cách này không còn một cách nào khác dù chúng ta xưng tội cho mặt Chúa, Chúa ơi, con đã phạm tội xin Ngài tha tội cho con với những cái đó thì không thể nào mà tha thứ tội lỗi được. Nếu như những cái đó có thể tha tội được chúng ta thì Chúa Giêsu không cần chết trên thập tự giá. Nhưng bởi vì nó không thể nào tha thứ tội lỗi, theo những cái giá của tội lỗi, Chúa Giêsu đã chịu hình phạt vì tội lỗi của chúng ta, Ngài đã chết vì tội lỗi chúng ta nên tội lỗi của chúng ta đã kết thúc. Khi chúng ta chấp nhận những điều đó bởi đức tin, thì quý vị với Chúa Giêsu sẽ trở thành một tấm lòng và khi đó Thánh Linh sẽ bắt đầu sống và làm việc trong quý vị. Một điều vô cùng đáng buồn. Ngày nay có rất nhiều mục sư ở các hội thánh dạy tín đồ là tội nhân. Mặc dù nói Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, tôi được chuộc tội không phải bởi vàng hay bạc là những thứ hay hư mất đâu. Nhưng tôi được chuộc tội bởi huyết của Chúa Giêsu là trên con Đức Chúa Trời. Hóa thánh can như vậy. Hát xong rồi, chúng ta cùng cầu nguyện Chúa xin Ngài tha tội cho tội nhân này. Tín ngưỡng như thế làm sao có thể gọi là tín ngưỡng được? Họ chẳng biết cái gì hết mà họ chỉ theo hình thức thôi. Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài đã tha tội cho chúng ta đời đời rồi. Amen. Huyết của Chúa trên thập tự giá là chứng cứ đã trả hết giá cho tội lỗi chúng ta và dấu đinh của Chúa là chứng cứ của việc Chúa đã tha tội cho chúng ta. Amen. Vì vậy, buổi tối ngày hôm nay bắt đầu từ giờ này. Tội lỗi của chúng ta không cần là chúng ta phải chịu hình phạt mà Chúa Giêsu đã thay cho chúng ta chịu đóng đinh trên thập tự giá và chịu hình phạt vì tội lỗi của chúng ta rồi. Khi đó, tất cả mọi tội chúng ta đã được tha thứ. Chúng ta phải tin vào điều đó. Chúa ơi, xin Ngài hãy tha tội cho tội nhân này nếu mà còn nói như vậy. Thì có nghĩa là Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá nhưng không tha được tội cho tôi. Thực sự nói như vậy là rất sai lầm. Quý vị có hiểu không ạ? Có ai muốn hỏi gì thì tôi sẽ cho đúng một người hỏi thôi ạ. Có ai muốn hỏi không? Quý vị hiểu hết không ạ? Có ai muốn nhất định hỏi một câu thì hãy giơ tay lên. Không có ai ạ. Vậy thì quý vị, có tin rằng bởi huyết của Chúa Giêsu tội lỗi của mình đã được tha hết hay không? Quý vị có phải là tội nhân không? Tại sao lại không phải? Amen. Amen. Nếu còn nói mình là tội nhân thì có nghĩa là Chúa Giêsu đã chết với trên thập tự giá. Ấy là tội xúc phạm Chúa Giêsu, quý vị có hiểu không? Ngày nay, khi các chấp sự, các trưởng lão họ chuẩn bị qua đời, thì có biết chuyện gì xảy ra không? Ôi tôi vẫn chưa giờ hết tội, tôi vẫn chưa giờ hết tội. Này, Này hãy làm gì <laughs> giúp tôi đi, giúp tôi đi. Có rất nhiều người như vậy, bởi vì họ biết nếu có tội sẽ phải xuống địa ngục. Mà rồi nói Chúa đã tha tội cho mình nhưng bởi vì không tin nên họ mới như vậy. Nếu tin là Chúa đã tha hết tội cho mình thì không thể nào nói mình là tội nhân được. Có phải không ạ? Nói mình là tội nhân có được không? Không được. Chúa Giêsu đã thay hết mọi tội cho chúng ta thì làm sao mà là tội nhân được? Không phải là tội nhân. Ngài đã gánh hết mọi tội chúng ta và tha thứ trên thập tự giá rồi. Chúng ta không còn là tội nhân nữa. Chúng ta là thánh đồ của Đức Chúa Trời. Quá là không biết gì về Kinh Thánh. Họ chẳng đọc Kinh Thánh mà chỉ biết qua qua. Rồi dạy qua qua. Nên mới như vậy. tôi đã đọc Kinh Thánh 10 lần, 20 lần, 100 lần. Cứ đọc đi rồi lại đọc lại. Và ghép các câu Kinh Thánh lại với nhau. Thì có thể thấy một cái chính xác. Chúa giê -xu đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Từ khi đó, năm 1962, tôi không còn là tội nhân nữa. Mặc dù tôi đã phạm nhiều tội, nhưng Chúa đã trả hết mọi giá cho tội lỗi của tôi. Vì vậy, tôi không còn là tội nhân nữa chúa giê xu đã phán tôi là công bình rồi thế thì tôi là công bình quý vị có tin vào chúa giê xu ấy hay không tôi muốn xem trong quý vị có ai nhận được sự tha thứ tội lỗi rồi xin ra tay lên vâng ai nhận được sự tha thứ tội lỗi một cách chắc chắn ra tay lên vâng xin bỏ tay xuống khi quý vị giơ tay chắc chắn đức trời vô cùng vui lòng chúa giê xu cũng vô cùng vui lòng nếu ngày nào chúng ta cũng khóc để xin Chúa tha tội thì không đâu. Vì ta chết trên thập tự giá, đã giờ hết mọi tội cho ngươi rồi. Nhưng mà bởi vì chúng ta không biết điều đó, nên ngày nào cũng phạm tội rồi lại xin Chúa tha tội. Chắc chắn Đức Chúa Trời vô cùng đau lòng, nhưng giờ chúng ta đừng làm vậy nữa mà chúng ta hãy nói rằng cảm ơn Chúa vì Ngài đã xóa hết mọi tội lỗi dơ bẩn của con trên thập tự giá. Giờ con không phải là tội nhân nữa. Con cũng được nên thành như Chúa Giêsu. Con cũng được công bình. Chúa đã sống ở trong lòng của con và làm việc nên giờ lòng của con được sạch rồi. Quý vị hãy cầu nguyện như vậy. Khi mang đức tin như vậy, thì sẽ nhìn thấy Đức Trời làm việc trong mình mỗi khi đọc kinh thánh thì chúng ta sẽ được mở mắt chúng ta sẽ thấy kinh thánh rất hay và muốn đọc nữa đọc nữa và lại muốn giảng kinh thánh muốn lên giảng bài mỗi khi tôi bắt đầu lên giảng thì nhanh nhất là một tiếng có hôm nay thì hơn một tiếng rồi phải không ạ tức cho trời con cảm tạ ơn ngài để kể ra những điều đó thì tôi có rất nhiều Tội nhân như tôi được tha thứ, trở thành người công bình trước mặt Chúa. Tôi tin chắc rằng tôi đã được trộm bởi huyết trên con Đức Chúa trời. Chúng ta cùng nhau hát đoạn một được không ạ? Ừ. Xóa bỏ những nghi ngờ đánh giá trong lòng Lấy tấm lòng vô cùng bình an Để hát thánh ca Ây bởi tôi đã được chuộc bởi huyết trên con nước cho trời Sự trục tội Sự trục tội Chúa Giêsu đã trục tội của tôi. Hallelujah. chúng ta hãy cùng đồng thanh hát thánh ca. tôi đã được trục tội bởi huyết ngài. Tấm lòng của quý vị đã được sáng lên chưa. có vui không ạ có cảm ơn không ạ. đây không phải bởi chúng ta làm mà Chúa Giêsu đã rửa hết mọi tội chúng ta. Chúng ta đã nhận được sự tha thứ tội lỗi. Thế nên, chúng ta đã trở thành con cái công bình nên thánh của Chúa. Đức Chúa Trời là thánh khiết, Chúa Giêsu cũng là thánh khiết và chúng ta cũng là nên thánh. Ngày mai, chúng ta cũng tiếp tục ở nơi này chia sẻ ngôi lời của Chúa. Buổi sáng vào lúc 10 giờ, còn tối là 7 giờ tôi sẽ chia sẻ đến ngày mai và tiếp theo. Chúng ta sẽ tiếp tục nhóm truyền giảng ở Hội Thánh Các Nam. Trong suốt một tuần này, chúng ta sẽ cùng chia sẻ ngôi lời kinh thánh với nhau. Nếu quý vị đọc kinh thánh kỹ hơn, sẽ nhìn thấy ở trong kinh thánh nói về quá trình tha thứ tội lỗi, thì đó quý vị sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và được ơn. Những cái khác chúng ta không biết cũng được, nhưng việc Chúa Giêsu đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta thì chúng ta phải tin. Như vậy tội lỗi của chúng ta sẽ được tha thứ. Amen. Bây giờ trên nước thiên đàng không đâu còn ghi chép về tội lỗi của chúng ta nữa. Tất cả đều đã được xóa sạch bởi huyết của trên con rồi. Đức Chúa Trời đã phán quý vị là công bình rồi. Chúng ta đã được xưng công bình nhưng không. Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và họ nhớ đến Ngài mà được xưng công bình nhưng không bởi sự trục tội đã làm chọn trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta không cần phải trả bất cứ một cái giá gì. Đức Chúa Trời đã xưng chúng ta là công bình rồi, không nói chúng ta là tội nhân, phải không mà bởi vì sao? Bởi vì Chúa Giêsu đã tha hết mọi tội cho chúng ta rồi, tôi xin cầu nguyện. Đại Chúa Cha Thánh chúng con, chúng con vô cùng cảm tạ ơn Ngài. Trong 66 cuốn Kinh Thánh này, có rất nhiều ngôi lời. Nhưng trong số đó, những ngôi lời nói về việc tội lỗi của chúng con đã được tha thứ thực sự vô cùng kỳ diệu. Bây giờ tất cả chúng con, tin vào những ngôi lời này trở thành một tấm lòng với Chúa Giêsu xin Ngài làm việc trên đời sống của chúng con và Ngài nhận lại sự vinh hiển của Ngài. Chúa ơi, xin Ngài cho thật nhiều người dân sâu có thể nghe được tin lành nhận sự cứu và cho tất cả những người dân Hàn Quốc có thể tin vào việc Chúa Giêsu đã tha tội cho chúng con. Chúa giê -xu khi chịu đóng đinh trên thập tự giá thì không để lại tội của chúng con. Nếu như vậy thì có nghĩa là Ngài đã thất bại. Chúa giê -xu không hề thất bại. Ngài chết trên thập tự giá và đã tha thứ tội lỗi của chúng con một cách rõ ràng. Chúng con vô cùng cảm tạ Ngài. Bây giờ xin Ngài cho chúng con mang đức tin này sống một đời sống tươi sáng được phước. Và xin Chúa cho tất cả những người có mặt ở đây có thể nhận được sự chúc phước của Chúa, nhận được sự chuộc tội của Chúa và sống đời sống được phước. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng, chúng con xin cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Ngày mai chúng ta sẽ còn tiếp tục có nhóm ở đây nữa. Xin cảm ơn quý vị.